phút ra các bạn. Tự nhiên hôm nay lại muốn cho tiền một ai đó vậy ta. Muốn cho ai một ai đó tầm vài triệu để mà tiêu rồi vậy. Im mẹ. Trời ơi, mẹ quay trên mạng chứ. Phúc đứng im Phúc. Đứng im Phúc. Đứng im tao điểm quyệt đập tao quýnh mày. Ờ mày đứng im tao quýnh nha. Sao? Kêu ra cho tiền người đưa nhanh đi. Đến gì rồi? Hiểu không? Tự nhiên hồi nãy tao có coi cái mà điểm quyệt tìm chia trong phim nữa, tao thấy sao nó vô lý vậy mày? Tại sao lại có những cái nội công mà đỡ điểm quyệt người ta đứng lại mày? Sao nữa? Hiểu nó vô lý không? Ý là trong phim ánh mà đào lao phim mà sao mày cứ vậy? À, điên sao vậy? Có lúc nào con người mình cũng có thể vận công mà đỡ điếm quyệt được không em? Thành cuộc cứ chọc luôn mày. Điếm quyệt cái đầu mày á. Giờ đúng tào lao quá không? Mày hiểu không? Giờ tao mày sẽ làm một clip. Điếm đó liền. Là hôm nay thì ta sẽ điếm quyệt mày đứng im. Má làm ba clip điên cùng chạy mày. Thôi cái con gì mà làm ba clip gì mà nó xàm động không hiểu luôn á. Đi làm gì điếm quyệt? Chứ nghĩ trời nó vô điểm việc tao ngầu thành khủng ngầu cứng đờ cục xét vậy. Ngầu vậy, làm vậy, làm một clip đó đâu. Nó ra một cái gì không? Trên mạng nó chứ đâu không hiểu một cái gì không? Nó làm gì mà ít tướng. Không đi sâu như mà sâu như cái đấy giếng vậy chứ. Đấy gì? Làm gì mà dơ ôm vậy? Làm gì đó? Hừ. Đi. Coi đây. Đột mát clip điểm việc được rồi. Đột mát clip điểm việc được rồi. Được không? Chúng là mày nghĩ sao nha, nó sâu sâu chút là hàng nó tin liền à. Hừ. Mấy thằng đó nó ngu lắm, mày làm sao nó tin á. Tao thiệt không á, có đồ lại mà hơi mệt đó nha. What? Má mà tao chưa thấy mày, mày cho 200,000 bữa nay mà cho 1 triệu thấy cái mèo cái đồng kia mày này. Đi nhậu hồi giờ ai mà ai tính cho mày? Sao con người mày nói ra là biết điếm được mày? Tiền gì cái tiền giá? Thấy hơn kiểu thấy hơn người nha. Cái điếm việc có được mày nghĩ ý tưởng hay không? Được á. Ừ. Đó mày dạng số tao nói thiệt tao cầm tiền nãy giờ mày có điếm việc tao mày đến cứ hầm cất cũng được luôn. Tao cầm tiền nãy giờ mày có điếm việc tao mày đến cứ hầm cất cũng được luôn. Tụi mày có chịu giờ tao có 1 triệu chứ. Đúng rồi. Đúng rồi. Mày có cái điếm việc mày tao không mày lên hầm cất cũng được luôn. Bây giờ mày muốn làm gì làm đi. Không tao vậy. Tao giờ tao nói chung là tao bán thân cho mày á. Mày muốn làm gì mày làm thôi. Điền bây giờ mà điền quanh hầm cất vô giấy tao đi cho giải dân mạng nói. Đó bây giờ tao nói chung là tao bán cái thân tao tao bữa nay. Bây giờ cái thằng mày có 1 triệu bạc nè. Đúng rồi mày có 1 triệu. Tao bán cái bằng 2 tiếng hồ thôi chứ mày điên chạy đấy. Điền chút rồi mày cứ điếm tao điếm việc mà đứng im. Đỡ mà cho mày nó biết là tao có nội công. Mày bị điên à? Quá chuẩn luôn. Thì đó, tao nói mày cái điểm việc cái bưng tao mày đừng có bó được. Đừng có bó, đừng có bó đừng cái quan xe lớn đủ tao hồn hiểu không? Tao muốn hòa nhập vào cái phim cổ trang để mà tao điểm việc á. Giờ tao điểm việc thứ nữa này. Mi mi. À, cái gì nào? Đồ quá không? Tao lục lết mày cũng không cười nha. Mấy cái đá cửa. Ê, đợi đợi. Chút nữa là tao sẽ điểm việc mà. Bóc mấy cái tay, không có đòi tiền lại. Mấy thằng nào đòi làm chó nha. Đi sợ ai. Nhớ nha. Đâu, ok. Đâu, ok, giờ mấy năm. Dạ anh em mình vô đó thực hiện mà clip sao đổ cái này nghĩ clip hay dữ mày. Thật hay không? Sao nói được không được đấy. Phải là do hồi đấy là tao chưa có suy nghĩ ra. Bây giờ tao suy nghĩ ra clip này là sâu rồi. Ok. Sâu giống một cái tầm hướng, cái chiều hướng nó hay. Sâu như đấy. Sâu như đấy. Ok. Đợi tao đứng việc trước. Hay là tao vô đứng việc chứ không tiếc hả? Đúng đứng việc trang này tao đứng im mà. Đừng có cùng mấy cục cùng nha mày. Anh em mình tiên mình đừng có nghĩ mấy cái chuyện đó nữa Phúc. Bỏ đi, để mà làm người. Điếm việc, điếm việc, điếm việc mà sao dựng vậy mày? Tao nhập viêm chưa? Mày có viêm sao vậy? Điếm việc, điếm việc này. Tao đừng có khùng khùng quá. Nói chung là thì thật ra là thì Phúc này giả bộ tụi bây á. Thực ra tao biết một cái việc đạo để mà điếm đứng im. Trời ơi chưa? Nếu tao nói, nếu tao làm không được, tao mất một. Tao xích mèo lên rồi. Sao vậy Phúc? Điếm việc giận giỡn mà nó tét móng tay rồi. Má là tao thấy lỗ rồi nha. Cái đường chè móng tay rồi. Móng tay trời luôn á. Đi ra đi, ra đây em. Đây. Má nó tét móng tay rồi này. Mày ngu. Mày điếm thôi, mà chờ điếm trước thiết. Có thể biết điếm mới điếm được, còn mày sao mà điếm được mà. Đứng im. Có thể biết điếm. Nghe tao điếm ngay cục nặng mày này, nó mới đứng. Không nói được này. Mày điếm sao mà xúc tí rồi. Má nó tiếc tay nè. Điếm nghe đúng rồi nè. Đâu. Mẹ tiếc mẹ muốn tiền. Nghĩ luôn đi. Mày đỡ tiền chó này sao cứ cái bộ đồ mày ngoài với mày. Tao nói mày thiệt không? Chứ bữa nào tao xí áo này tao ngồi mày áo đâu. Nó không hài, nó không hài mà mặc đồ cũng đéo hài luôn. Không hài mà mặc đồ cứng như nó mặc hoài à. Không, dài dài giờ, giờ Minh khố đâu kẹp dài, báo giờ, giờ Minh bạn sẽ có một nhiệm vụ rất là quan trọng luôn. Làm gì? Quay phim. Được quay à? Quay như đây. Nó cùng mình làm gì rồi, mình làm gì đó. Hello anh em. Nói chung là mình có được học bữa giờ có học được cái điểm quyền các bạn. Thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm trên người của Phúc để mà anh em biết là mình biết về điểm huyệt. Nếu như mình điểm tình thiết vậy đúng không? Thiết nó sẽ nói mình sợ chó, nó sẽ không thể nào mà theo ý mình chuẩn bị đồ chưa? Nào,
Đấy, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái clip này luôn các bạn. Thì mình sẽ hướng dẫn các em cách điểm huyệt mà để đứng lại như trong phim cổ trang nha các bạn. Biết ở điểm huyệt mới được ấy, còn mày không được, mày không biết thở đâu. Mày biết thở mới được, có biết thở đào nào về điểm huyệt mà đứng được tao thiệt. Mày biết, mà không biết im im cứ cỡ. Mày chọc chung mà, biết im mày. Tao đây quay quay sát, tao quay. Đây. Quay phim nếu được tao đưa luôn với mẹ đúng không? Cho mà điểm huyệt là mình phải vận khí để mà khí tụ tăng điền khí truyền xuống đít qua lâu, khí truyền ra tay mình nha các bạn. Đó. Điểm huyệt này đấy. Được đúng không? Ý là cái nói được. Thì được bình thường nó có đâu mà đi chơi. Mà mày đâu có đâu. Mi mi. Này, không? Bình thường này có đâu. Mày eo nhau tôi đây đi cần mày eo ấy. Từ bé ăn đó đi mày eo ấy tao đâu mà chưa bị đâu. Như này. Đấy cái gì đâu tự nhiên quá. Mày đó tao động bình thường mà. Tao điểm việc tao lục lét nó không nhục này. Mi mi. Đấy. Và cái tay tao không nhục đâu. Bả tay chém mày. Này lục lét này. Mày điên chơi. Tao không nó nhục tao. Được rồi. Dưới đưa tao làm thử được không? Được làm đi. Làm thôi. Sao tay nó đỡ được liền ấy. Mày điểm việc mày. Nói chung là người ta học cái đường lớp mới biết à. Giờ tay cao biết đâu. Phúc giờ tay cao tao điểm người cho anh em tin. Nó hầu giờ tao coi tao. Mày Phúc. Mimi. Hầu giờ tao coi cái mạng này cái ông kia mày. Đồ đứng im luôn kìa. Sao tao điểm là đứng luôn. Đứng như chừng nào tao lục lét anh ơi, lục lét anh ơi, tao mới tin. Dạ giờ nó mỏi quá lên rồi. Ừ. Dạ giờ nó mỏi. Hay giỡn mày. Lục lét anh ơi. Sao nó mỏi quá này. Mày cái việc đó. Nó mỏi. Quay lên. Nó mỏi. Dạy người lên. Cơ tay là nó cứng lắm. Đúng rồi, nó mỏi này chơi. Thịt nó nặng quá, nó mỏi chơi. Mi mi. Còn đồ thì ấy bốc, thì ấy chẳng. Ồ, thì ấy chơi cái mày. Tao coi tên mạng không mà tao thấy ông kia mày như vậy. Qua giờ là cái người mày cứ tự động xây 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 hả mày. Mày coi ông không? Để ông đắm cái đầu này xây 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 đâu. Tao tự nhiên lại mày đụng vô người tao. Đây, coi này, bây giờ tao điểm việc mày muốn làm gì làm cũng được. Thành Phúc nó không cử động. Tao thì, nếu mà thật, nếu mà không mà tao sẽ bắt chuyện người ta. Mày đừng dám đâu. Tao rỡ. Ừ. Bắt điều nữa hai điều á. Là điều gì mày đừng nói chuyện thì mày đây. Của mày mà tao biết đâu. Thì thằng Dũng lên nó giúp nó phết gì ta. Tao nó phết. Anh á. Để cho nó check lại chút đấy. Này này. Hai tay chứ. Em biết tao dỡ lên mày đi chứ mày làm gì mệt đấy. Mày dỡ cầm tay tao gì vậy? Mi mi. Má đi đừng nói chuyện đâu dữ vậy mày. Đầu người ngừng. Trời ơi. Đụng cái thiệt cái mày. Mày. Bắt tao tao. Tao đưa nó tao mày. Ừ sao. Thấy mày. Và đây là Paulo Pilo. Ông Ngô Đồng ơi. Tao làm cái gì quá đáng chút mày mày cục kêu rồi thứ nó buồn vậy không? Thôi mày có cục cũng vậy à. Cho tao điếm được cầu nào cũng hết rồi. Được rồi bị chì rồi cái. Chú bị chì. Thì hãy dẫn mày. Cái con nó cứ quay nhì cứ ngá vậy mày tung rồi với mặt mà quay được không? Lên lên. Quán gì vậy? Quán gì vậy? Bị chì nó. Quán mới nhà tao tao dẫn. Quán chì mày tiếp. Quay quay. Quán chì tiếp. Tao đó tao điếm được không cục địch được đâu. Quán chì mấy công. Đúng không? Có tặng chứ không? Được đâu mà, tao không được đâu. Mày nó đi mùi. Mà ta. Đáng được không được được này. Vậy thôi dậy đó lên. Không, ít tao cột cho bộ cho tụi bay tin. Cho tình tiết với anh em đang nhận tin là tao có võ công những việc đúng Phúc. Chứ tao không có ý gì hết chứ Phúc. Ủa hay vậy? Tại vì Thiền Phúc bây giờ tao nói mày. Tao có cột kìa tao. Giờ tao tới có nghĩa là hàng heo nó vẫn chấp nhận. Tại vì tao đã đi việc ở đâu đúng không? Đúng rồi. Tao không chứ đâu mà sao mà. Mày giải cục gì vậy mày hả? Ừ giải cục gì vậy? Cục này đó mà tin là tao thiệt. Đúng rồi. Cục lên tay này. Cục lên tay này. Tao nói là tin rồi. Giải biểu cái lần nó mối tay quá lên rồi. Đâu, tao có một cái... Đây đây. Từ từ tao hỏi mày nha. Mày có cái việc nào mày tao Phúc nó im lặng không? Cũng có chứ. Là gì? Mày có việc mày điểm nó im lặng nào? Cái việc là tay thiếm một chảy này. Trời đúng rồi này. Cuối mày con... Đồ bớt gì mà tăng thêm một chạy là sao? Ừ. Quyền gì tăng thêm một chạy? Dạ con mày nó coi tiền. Dạ con mày dùng tiền mà. Tao. Tao biết tao. Má mày đâu nha. Có mày nghĩ mày. Gì mà biết chữ mày. Ờ điểm việc đâu rồi lên. Ờ chắc là nó khóe được. Mẹ giải cái điểm đó không được rồi. Điểm việc đâu. Mà không. Chân. Ờ. Cái miệng mũi lại. Đấy. Được chưa? Mày nói luôn. Ừ. 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 Mày mà bị chơi sao tớ, đúng rồi chắc là thiếu chị rồi. Thiếu chị vậy mày? Chị không hả? Ừ. Thấy gì? Đúng rồi chắc thiếu chị chứ sao? Tao còn có chân này nào, hồi nãy là đó là quen hồng heo. Giờ giờ là ảnh nó quen hồng heo đi. Ở cái nhà rồi. Mấy cái nhà mày luôn. Mấy cái nhà mày sao mà ngu chứ mày? Má mày. Được nữa nữa mày. Lũng nó không hết cái mạch tao này. Đâu? Được chưa? Chờ chờ chờ, này tao bán thân mày. Mày bán cho nó ở đâu? Mày nó nghiệt cú này. Dám chịu ngu chữ mày. Nghiệt cú. Nghiệt nhận nó kìa. Mày dám chịu ngu. Cú thì không. Ờ trao cho. Đưa thêm thị nó hết nghiệt. Á đụng má kéo lòng vô tị đi mày luôn. Đưa thêm thị nó hết nghiệt luôn á. Đưa thêm thị nó hết nghiệt luôn á. Chạy cho tiếp phút.
chứ. Đâu được đâu. Dưới chân nó cột rồi mà. Ê, cô coi thấy được không? Đức à? Dính kiều vô tóc đều. Đều hả? Rồi sao? Đưa giờ tới tao. Ừ. Đấy nha. Hết đi biết không nhanh, đeo không nhanh rồi. Cái gì vậy? Đeo cái bụng đang chưa rưa. Sao nó không cửa được mày? Giải việc nãy giờ rồi mà. Giải cho không? Tao chưa giải. Ừ, quá giải nó là tao. Lừa nó đưa tiền lại đây. Lừa, đâu có tiền mà đưa tiền mà đưa tiền mà mày lừa mà. Ông mày lừa kinh tiền mà. Má là tiền đâu bỏ trong chỗ tiếc. Tiếc tiền đâu? Giờ gì lừa nó ấy? Tiền đâu? Điện thoại mà tiền đâu? Tao mẹ mày lừa kinh. Tao tiền đâu tiền? Tao đã nói là tao điếm việc là tao đưa tao 1 triệu. Còn thế nào? Đạp bởi nhà tao mẹ đâu? Mà dài mẹ em sao? Tiền đâu có tiền? Sao không có tiền đâu vậy? Tao mày có đưa tao 1000 bạc của tao mà tiền? Chừng đủ mỏi gì dây mà mày cái nhục này. Cái gì có gì trời ơi. Đưa tiền quay rồi. Mày quay trong đó chi. Mày không sao mày có đưa tay của mẹ mày che quay. Chết cơ tao. Mẹ mày chi điên trong giấy. Nó mỏi chim mỏi giấy gì mày. Quay trên mạng. Cho đã rồi. Mày làm cho nói vậy mày. Không phải cho mày, mày phép quy luật. Mày phép quy luật. Mẹ mày hứa là mày kêu cho lại làm cho nha. Thôi mày chửi với ai. Mày cây tôi nhờ. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Thôi xin lỗi. Chị giải cứu kêu mày. Mày làm sao làm đi mày. Chứ giờ mày phép luật. Phép luật gì? Tôi thấy với mày luôn. Thật ra tao như kiếp chân mình để tóc độc luôn. Má này chị nghĩ cho chịu thấy tôi. Mày này mang giúp tao đi dầm cứt ghê vậy? Biết không? Rồi mày mang giúp tao đi đâu đi dầm cứt mày? Nó dầm với ai? Cứt kỳ phúc mà hữu tử. Cứt ơi cứt đừng vội tới đây để mùi thôi to quanh nơi này. Cứt gì mày báo tao coi. Nãy dậm cứt này cứt gì? Hả? Cứt gì? Ui mày đi ra coi. Mày đừng thui quá. Con mày mày lên. Mày cứt mày đưa vô mũi mưa. Mày má mày. Đám mày mà luôn. Nghĩa là tao nói mày cứt này cứt gì? Con mày mày nhanh cứt mày thôi. Tao nói mày tao gặp gậy cho tôi mày nha. Mày thiếu nghĩa vô cực. Quả lý chi tu. Phúc mày đánh thang hay lắm. Đúng rồi, mà tao đang đến đó nhà cung mèo mày đi coi luôn. Em mình đã coi đằng Phúc đó. Đúng rồi, mày coi cái gì mày mày đang biết. Cái này cứ. Mày nhớ bữa mày 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 chú không? Đấy. Clip này thật ra là Minh nó thông đồng, nó nói tao là phải. Mày phun đen cái là cứt dùng mỏ mày, mày chọi nào? Mày chọi nào? Trời ơi, gì chứ mày? Mày đón đúng không? Mày đã biết. Mày đã thua qua đi. Mày. Tao cho quạt hương vô rồi. Chứ chứ đưa lũ đít chó rồi không cho cái túi đâu chứ. Bên gà hả? Còn mát quá. Không nhỏ hiểu rồi chứ. Sao mày vui vậy? Vui vậy? Mày nghe mày trong tiếng nãy giờ tao chưa rồi nữa mày. Má mày đứng đó tao đi nha. Mày mày lại mày. Mày đưa tao 1 triệu mày. Mày đi mày. Cái gì đấy? Tao ra rồi mày. Má mày chơi chứ tiếp. Hồi nãy tao nói thấy tao biết cái cơn bị mày làm gì mày làm chứ. Chứ giữ mày hứa mày lên. Tao chào nó hưởng 1000 lần cất tự. Đúng rồi đi đi. Giờ đi xe tập cất đi. Đi xe tập đi. Má mày tao. Tôi thay hốt ra đúng dậy với mẹ mày luôn. Mày mẹ mày ơi. Đó đó đó. Hốt cái bạn đây trước đi. Mày cái này này. Thôi thôi. Con to mày. Mẹ mày. Tao nói mày cho mày nhớ cho quay quay nhẹ mày. Mày né là con cứ đi đứt đạo đáo là chị ấy. Tao làm phúc thử mày. Giờ mày làm phúc đó tao làm cứt ra nha. Ôi trời ơi. Con ghẻ ghẻ đập gì không? Ngược chút nha. Thằng đấy là thằng ăn trộm. Quái. Nó vô nhà con ăn trộm này. Trời nó vô ăn trộm. Con có điện công an xuống rồi. Rồi giờ này con phải đi tắm trước xem nào. Mình quýnh mày ăn trộm trước đi. Rồi mình đưa công an mấy con. Con hệ con có ăn trộm nha. Con có ăn trộm. Ăn trộm. Nó vô nhà con nó ăn trộm mày ăn trộm này. Kệ vậy mày vô đây không ơi. Phúc. Mấy thằng này nè, nãy nó đòi vô ăn trích. Ấy lộn. Mày bu quay, mày bu quay, mày bu quay. Không không. Thôi, nè con đem vô dây thôi. Đừng mày đi đứng tao đâu. Đó đỡ đi bao lâu? 3 phút chứ mấy mà. Chục thật đúng quá. Mình đỡ được bao lâu? Tôi quá. Như có dương vậy. Đéo. Cái bụng. Đúng. Cái này nè. Mày biết cái gì không? Nó đi.
trộn nhà, cái trộn việc nhà con. Giỏi nha, thằng quý đó nè, nó tâm bệnh thằng nào đi ở cất áo này. Mày em nha, đừng chơi gì nha, thằng má mày. À bữa lên ăn nên bình tĩnh. Nó nghe mà dồn chứ vậy. Quay ơi, đang trộn mày, đang gà vịt quét mất vậy. Giờ mày có thả tao ra không mày? Giờ mày cho tao 1 triệu tiền đâu? Tiền lấy. Anh trộn sao anh trộn mày cướp tiền. Cái nào thơm hơn? Tôi đã quạt lên xíu hơn. Cấm ngon mời bạn anh nhé. Tôi đây không lớn. Giờ tôi là người. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay quạt. Anh nhé. Mới thấy người tên cái thấy anh trộn nó vô đau không? Dạ, anh thấy anh trộn mà. Trộn má tôi nói thả ra. Nói anh trộn gì anh dịch. Má mày đứng cho ba trò giờ dây quá mày quân. Mày là thuốc. Tao đâu mày cái đồ vô tao ịn cái đó liền mà không là tao ịn liền chạy á. Thôi đừng có cầm gì chịu gì tao lắm mà ơi. Rồi kiếm cái cục cúc bò bự á. Đi mày Minh đó mày cút ra nha. Đồ mày tao đừng nữa tao điên nha. Mày đưa tiền đi. A few moments later. Gì đây? Cái cho nữa. Má mày sao mà giờ dây dữ mày tiếp. Tao nói mày kiếm xe mày xuống mày ông Vũ ông tao mày hứa cướp chó đi. Mày muốn thật chó đâu. Lý mày không cậu mày. Mày mày đuổi đi. Bắn cái này con. Tao không đánh. Thèm to đi. Được lắm. Mày nhớ bữa không? Mày nhớ bữa tao. Mày chắc tao người không ổn mà lên. Tao nói tức giận. Tức giận rồi, giờ nó đi học nấu đâu. Nó đi học nấu. Ở nhà tao đi đúng với mày. Ừ, tao biết cho mày. Còn cái này, diễn cái này. Diễn cái này, diễn sau lưng diễn cái này. Có kìa, tao đi. Lên tay diễn lại hoài, ní ra cho nó kìa. Ôm mày tao đi mà ôm, thằng nào tao đi ôm tao. Ôm đây. Mẹ tao quá, thằng nào tao đi ôm. Đâu nó mày tao ra đúng không? Mày vậy? Ba mày cút ra đi kiếm nó. Tao có tiền tao trả lại mày đây. Đưa tiền đi. Đây là tiền đây. Còn thiết dùng Minh đâu? Còn thiết là bước vô không? Tiếp đâu? Tao đổ. Tao luôn. Tao bỏ nhà đi rồi. Tao đi đâu? Tao không điểm mày này. Vô đi. Tao đợi. Mình xin lỗi đó mình. Xin lỗi lỗi làm gì cơ mày. Mày đưa 1.500 vậy không? Đúng rồi. Đó giờ sao mày vô tao đi. Một giờ tao biết vô trong cái nhà tao nghe giữa tivi mày luôn. Vô tiền mày. Còn mày á. Tao được cái cục này. Ủa nhớ nãy mày nói tao sao mày hy sinh mà chúng không cướp anh em cũng được. Nhưng mà sao mày tao mày. Có hư không mày cũng nghe tao. Đưa thêm chị hồi nãy cái vụ mà được cam cam đi. Tao tạo tình huống mà kiếm tiền thêm tụi nó giờ mày mà không được. Mày ép nó lụm đưa 5 sậy cho mày. Chút chia tao lại 5 sậy cũng được. Em điếu. Tao ra đi. Tao không bỏ quên luôn nhà. Đó mày dụ bây giờ mày đi đâu đây. Mày bước ra không. Trên xe, trên xe, mà đây. Đấy, đưa tiền. Đâu đưa nhanh lên. Đủ nó có tiền, nó có tiền. Chút vào chuối thử. Sao mày ngu thế hả? Nhanh lên. Má lỡ hư ông chút mà thúi. Ai biểu hư ngu. Đây. Tiểu. Đưa biên tập viên đây. Đây. Biên tập viên đây. Đó đừng lên rồi hả? Rồi. Đâu.
Có người kia đó mà không đưa tiền tao mày thích mày hay mày tao luôn á. Đó mày thử lấy thôi. Ủa nó quanh vô nhà trước không? Nó đổ quanh vô nhà. Nó quanh vô người ta nhà mà giờ nó nói tao mày. Nó quanh vô bộ đồ xuống mày. Các bạn coi này, nó quanh mình này. Ờ. Quanh vô. Ê giờ hòa. Không? Tao nãy tao mày gì? Mày đưa tao cất nhiều nhất cất chó luôn nữa. Cất động mé. Thôi mày đưa dạ, giờ. Thôi chờ chịu trước không? Tao quanh cất lại mày chưa không? Đưa yên tao cho mày thử. Tao đưa tao thử lại. Đứng im đi. Cái bạn này trả là tao quanh cất lại. Nếu mày chịu không? Sao mà quanh tao? Thử tao nhiều nha. Sao nó quanh tao? Giờ sao mà đứng im không? Tao đưa tiền nó. Giờ tao xem rồi. Giờ sao? Đúng không? Mà sao? Hên. Không, tao xem rồi đúng không? Thế mà cho nó mượn đi. Mượn cho nó mượn. Ờ, cho nó mượn đi. Nó trả tao sao? Mượn mà không trả ai đi, mượn trả. Ai mượn trả mày, anh em. Mày trả cho mày cướp mày. Giờ tao lấy cất tụi nãy tao nhét mày. Nó hư cất rồi cái điều đó giờ lên não. Tấu giờ mấy giờ nó ai luôn. Mình vô. Lạng mát, lạng mát. Mấy giờ nó cứ dụi như lỗ đi không nữa thiếu mẹ. Tao đưa đèn xì là hai thằng hả? Cứ giờ. Nãy tao đưa nó đèn xì là tao cứu cái này làm cái mạch máu. Mẹ mày. Tao với mày hả? Đồ phải giờ tao lúc nào cứ hưởng một cất quen rồi. Cái giờ nó dụi cứ lỗ đi. Cứ lỗ đi tao dụi chứ sao? Nó dụi dụi nó nút cái con trơ. Con trơ. Rồi, mấy ông nói coi trời. Coi vô nhà mày đủ nó quanh trong nhà mày nhà tí mẹ luôn. Mày cắp giếng luôn á. Chưa giờ. Thằng cháu thiết nó nói mất gì với mày. Nói gì? Nó nói xúc phạm, nó nói là giờ mày hư một cốc quen rồi, chút mày về nhà ngủ vợ mày. Mày không, mày cứ dưới lỗ đít mày hư. Mày cái con trơ. Nó nói vậy mới điên, nó nói ra mẹ nhả. Trời, nó nói ra mẹ nhả, tao không ghét cơ. Tao cực kỳ ghét mấy anh em đi nói vợ bạn nhả. Nghe mày nghe sợ chứ. Nói. Thằng Thiết. Nói gì vậy? Thằng nói hư cất. Thằng nào nói, tao nghe mày nói hư cất gì? Mày nghe ai cái là tiếng từ miệng tao nói ra chưa? Hay là thằng nào người miệng nói nữa? Đúng phải không? Mày nãy tao quen mày nói quen hầm cất cũng được mà, lẽ tao nói thêm chút vậy nè. Điên sao vậy? Mày không có. Mày làm gì tao nói đâu. Tao báo qua vậy nè. Mày chịu rứa được đâu? Chịu rứa được lại tao lên trên nãy tao hô mày đấy. Ủa cái này bùi á. Mày phối hợp gì đi biết. Đúng là làm gì ngày rồi được rượu đó ngon hả? Bây giờ mới tao lại xin lại. Tụi mày chết làm mày hầu lờ cục đầu mày có hư cất không mày ngồi vậy tao hư cho mày hư cất rồi mày chịu đứng. Chết rồi. Trời lột luôn lắp được không? Tao lấy lại đem chị sơn cước lại. Đem chị tao sơn lại tường này. Rồi tao cột lại hư. Tôi đưa lại chịu đứng luôn. Đi. Rồi. Đâu lên. Mẹ thôi khỏi mẹ tao đâu phải mấy hồ hư mày. Má được đã. Hư cất rồi tao sao thiết. Hư cất rồi tao em. Giới thiệu về hai dòng sản phẩm mà vợ chồng mình sử dụng trong thời gian qua. Đây là Choco Himoko ngũ cốc tăng cân. Còn đây là Himiko Slim nha mọi người, ngũ cốc giảm cân. Thì trong thời gian vừa qua thì chồng mình sử dụng cái ngũ cốc tăng cân này và Nhật thấy tăng cân rất là an toàn và hiệu quả luôn. Còn Nhật sử dụng cái sản phẩm giảm cân này thì Nhật từ 60kg, hiện tại cân nặng cũng Nhật là còn 48kg nha cả nhà đấy. Nếu như mà ai có theo dõi nha thì hai cái sản phẩm bên nhà em Nhật đều là thực phẩm chức năng, thực phẩm hỗ trợ được Bộ Y tế cấp phép dùng. Nên là chị em nào đang có nhu cầu tăng cân hoặc là có nhu cầu giảm cân thì mọi người có thể qua Facebook của Nhật là Nguyễn Thị Minh Nhật, anh lên sẽ ghi cái link hoặc là qua Zalo nha mọi người. Đấy. Thì bây giờ thì bọn em sẽ đi pha để mà sử dụng nha. Cách sử dụng của nó rất là đơn giản luôn. Rất là thơm ngon và dễ uống nha. Bạn nào mà sợ khó uống thì cứ yên tâm sử dụng. Em cam kết với mọi người rất là dễ uống luôn nha. Sản phẩm mình thấy rất là hiệu quả nên là mình giới thiệu cho các anh em cùng sử dụng với mình. Rồi. Rồi, cứ gì mình sẽ đổi Zalo và Facebook của vợ mình. Anh em nhắn tin trực tiếp để mà vợ mình tư vấn nha các bạn.